Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video bài giảng này chúng ta sẽ học tiếp một từ mới đó là từ chữ uh, chữ trong tiếng Trung trong bảng 150 từ vựng tiếng Trung HSK cấp 1. Website của trung tâm tiếng Trung Johnny Master là Trung. tv Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra sau đó các bạn có tìm tiếng Trung .com hoặc là Trung tv Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới, à, các bạn ấn vào đây, ấn vào hình của YouTube này và ấn vào hình của YouTube này để làm gì để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo mỗi khi mình đăng lên kênh của mình một video bài giảng mới bao gồm video bài giảng học tiếng trung online và video bài giảng luyện thi hsk online các bạn ấn vào đây và ấn vào đây một cái là xong thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng nào mới nhất của mình rồi các bạn ấn vào nhập một cái vào đây và một cái vào đây sau khi chúng ta làm xong bước đó rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp đó Website của trung tâm tiếng trung chinese master là tiếng trung com tiếng trung com rồi và hôm nay từ vựng của chúng ta ngày hôm nay là từ chữ 吃 có nghĩa là động từ ăn, động từ ăn, 吃 à, các bạn bật hơi chữ trở ra là xong, 吃 là ăn, 吃 Ví dụ uh, Là gì à? Tôi muốn ăn cơm là gì? chứ 我要吃饭, là tôi muốn ăn cơm, 我要吃饭,我要吃饭, tôi muốn ăn cơm Thì 吃 viết như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Thì các bạn lại mở cái phần mềm tập viết chữ Hán ra và các bạn uh, copy cái từ 吃 vào là xong 吃 có nghĩa là ăn 吃, ví dụ là bạn muốn ăn gì, 你要吃什么你要吃什么, bạn muốn ăn gì 呃，多姆安哥，我要吃米饭，我要吃米饭。把门安那没巴哥，你要吃几碗米饭？你要吃几碗米饭？多姆安还巴哥了，我要吃两碗米饭，我要吃两碗米饭。好啦把门姆利安哥，你想去哪里吃饭？你想去哪里吃饭？把门姆利安哥，多姆利安杨行，我要去呃饭店吃饭，我要去饭店吃饭。

trung tâm tiền Trung, Channel Master là tiếng, tiếng Trung là trường cao này. Rồi tiếp theo các bạn kéo xuống dưới, à, các bạn ấn vào đây, à, tập viết, đây à, tập phần mềm tập viết chữ Hán, các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang cái bài viết này, phần mềm tập viết chữ Hán, Chinese Ready Master. Và tiếp theo các bạn kéo xuống dưới, các bạn ấn vào đây, các bạn ấn vào đây, tải xuống là xong. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp nốt cái từ chữ, chữ là ăn, và đây là từ số bao nhiêu nhỉ? Từ số 11 trong bảng 150 từ vựng tiếng Trung hạng SK, à, cấp 1, rồi từ chữ là chúng ta đã đi xong được cũng khá nhiều từ vựng rồi chúng ta đã 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 học xong là đã xem xong là 10 10 video bài giảng tất cả bao gồm từ gì ạ à? đầu tiên là từ ai tiếp theo là từ ba 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 bây giờ này và tiếp theo là bù khơ và hôm nay là từ số 11 là từ chứ rồi và nội dung hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi à, và trước khi kết thúc bài giảng ngày hôm nay các bạn có chỗ nào thắc mắc cần hỏi thì các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video bài giảng này ở trên YouTube để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc sau giờ học nha sau giờ học mình không chỉ hỗ trợ các bạn trong giờ học mà còn ngoài giờ học mình cũng hỗ trợ các bạn cũng nhiệt tình luôn rồi và nội dung của chúng ta đến đây là kết thúc rồi nội dung bài học đã xong rồi và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo chào các bạn